Chào mọi người, mình tên là Dũng, là kỹ thuật viên của Vinashop. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người các kết nối đầu karaoke có hỗ trợ wifi của hãng Atnosanka Media với màn hình cảm ứng không dây. Subscribe Media, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Và thao tác đầu tiên khi các bạn muốn kết nối đầu karaoke với màn hình cảm ứng thì các bạn phải kết nối đầu karaoke với wifi trước. Và ở đây mình đã sử dụng một con chuột. Các bạn rơi con chuột đến cái biểu tượng bên trên bên góc này. Và nó sẽ hiển thị 3 chế độ. Thì chúng ta sẽ chọn chế độ cuối cùng, đó là cài đặt độ cao. Và khi nhấp chuột vào thì nó sẽ hiện ra một cái bảng yêu cầu mình nhập mật khẩu. Và mật khẩu ở đây là 5168, mật khẩu mặc định nha. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Mình sẽ nhấp vào bảng wifi. Và các bạn lưu ý với mình trên này là cái công tắc để chúng ta bật mở cái wifi của cái đầu. Chúng ta ấn vào thì nó sẽ bật cái wifi lên. Nó sẽ hiện ra một cái danh sách wifi. Và chúng ta sẽ chọn cái wifi nào mà có cái biểu, có cái cột sóng đầy nhất để trong quá trình sử dụng chúng ta không bị gián đoạn. Chúng ta ấn vào wifi đó. Nếu các bạn sợ khi nhập mật khẩu sai thì các bạn có thể tích chuột vào đây, hiển thị mật khẩu, để lúc chúng ta bấm chữ nó sẽ hiện ra cái chữ đó và chúng ta nhập mật khẩu vào. Bấm kết nối. Thì khi đã kết nối với một wifi đó thì nó sẽ hiện ra cái chữ đã kết nối đây. Rồi các bạn bấm chuột phải thì nó sẽ tự động thoát ra khỏi màn hình này, để trở về màn hình chính. Và các bạn lưu ý giúp mình, khi các bạn đã kết nối đầu karaoke với wifi rồi thì ở đây bên góc trái màn hình nó sẽ hiện ra một cái dãy số, đây gọi là địa chỉ IP. Và tùy theo mỗi dòng, mỗi đầu khác nhau thì nó sẽ có những cái số này khác nhau. Và bước thứ hai, các bạn sẽ kết nối màn hình cảm ứng với wifi. Và đặc biệt ở đây wifi là các bạn kết nối là nó phải trùng với wifi cái đầu karaoke đã kết nối. Và thao tác mình làm như sau. Bên góc trái màn hình cảm ứng nó sẽ hiện ra cột sóng wifi, chúng ta sẽ ấn vào. Và khi các bạn ấn vào nó sẽ hiện ra một cái dây như thế này, thì mình sẽ ấn vào cài đặt wifi. Và khi ấn vào thì nó sẽ hiện ra dây như thế này, chúng ta bật công tắc để mở wifi lên thì nó sẽ tìm được những cái wifi nào mà đang hiện có. Thì như nãy mình đã nói rồi đó, thì mình sẽ kết nối cái wifi nào đã kết nối với lại wifi của cái đầu karaoke. Và tương tự như đầu karaoke thì khi các bạn sợ các bạn bấm sai mật khẩu đi, các bạn có thể tích vào cái ô này hiển thị mật khẩu, và khi đó các bạn nhập mật khẩu vào. Và khi đã kết nối thành công thì nó sẽ hiện ở đây là đã kết nối. Và chúng ta trở về giao diện của màn hình Atnosanka Media. Và sau khi chúng ta trở lại màn hình chính trên màn hình cảm ứng thì chúng ta vẫn thao tác y như cũ, đó là các bạn ấn vào bên góc trái màn hình này. Thì khi đó màn hình cảm ứng nó sẽ tìm cái địa chỉ IP của cái đầu karaoke. Và ở đây nó sẽ hiện ra cái địa chỉ này. Các bạn lưu ý giúp mình cái số này nha. Cái số ở đây nó phải trùng lại cái số được hiển thị trên màn hình TV. Là các bạn lưu ý giúp mình cái số này. Và các bạn lưu ý mình số này luôn nha. Ở đây nó ghi chữ password 1234. Thì khi mình kết nối cái màn hình cảm ứng này với đầu karaoke, nó sẽ yêu cầu mình nhập mật khẩu. Và mật khẩu nó mình cũng lấy từ cái số đó luôn, 1, 2, 3, 4. Thì khi mình đã nhập mật khẩu vào thì màn hình karaoke nó sẽ kết nối về lại đầu karaoke. Và ở đây bên góc trái này nó sẽ hiện ra một cái màn hình biểu tượng màu xanh là đã kết nối thành công.
và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai để kết nối đầu karaoke với màn hình cắn không dây thông qua hotspot của đầu karaoke. Thì thao tác nó cũng y chang như là cái thao tác bên phần đầu vậy đó, nhưng mà các bạn vào phần cài đặt nâng cao, thay vì mình chọn wifi thì mình sẽ chọn vào phần hotspot, chúng ta ấn vào. Thì các bạn lưu ý giúp mình ở đây là mình sẽ chọn cái điểm ở trên là điểm phát sóng di động. Và khi chúng ta vào đây rồi, chúng ta sẽ nhấp vào cái phần điểm phát sóng di động. Thì khi các bạn nhấp vào, nó sẽ mở ra cái điểm phát sóng di động của cái đầu karaoke. Tức là khi đó đầu karaoke sẽ phát ra một cái sóng wifi. Và ở đây nó có cái dấu tích này. Và các bạn kiểm tra giúp mình trong phần thiết lập điểm phát sóng wifi. Thì mật khẩu mình sẽ bấm vào cái ô này để chúng nó hiển thị ra. Và tên wifi là Knot 074, mật khẩu là từ 1 đến 9. Các bạn bấm lưu lại và các bạn trở về màn hình chính. Và cũng tương tự như phần wifi, thì khi màn hình cảm ứng, chúng ta vẫn bấm vào góc trái. Chúng ta vẫn cũng phải vào phần wifi để tìm ra cái địa chỉ wifi đó. Thay vì chúng ta kết nối wifi thì chúng ta sẽ kết nối với hotspot của cái đầu karaoke. Như lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn là coi cái mật khẩu của nó rồi đó. Chúng ta ấn vào thì mật khẩu nó sẽ là một từ 1 tới 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kết nối với nó. Và khi kết nối thành công, chúng ta cũng làm tương tự như thao tác bên kia, chúng ta quay trở về màn chính. Chúng ta lại mở phần này. Và khi đó màn hình cảm ứng nó sẽ tìm ra cái địa chỉ hotspot của cái đầu karaoke ở đây. Và cũng tương tự như là bên phòng wifi, nó vẫn có một địa chỉ IP nằm đây. Và số này cũng phải trùng với số ở dưới màn hình cảm ứng. Mật khẩu cũng là 1234 luôn. Chúng ta ấn vào cặp đôi 1 2 3 4. Và đã kết nối thành công với đầu karaoke. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và sau khi các bạn kết nối thành công đầu karaoke với màn hình cảm ứng, thì khi đó chúng ta sẽ chọn bài trên màn hình cảm ứng và chúng ta sẽ thỏa sức cài hát. Và trong quá trình kết nối, nếu các bạn gặp trục trặc hay sự cố gì, các bạn có thể comment bên dưới hoặc gọi qua số hỗ trợ kỹ thuật 0937 600 300 để được các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Còn bây giờ thì tạm biệt.